Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Trong quý 3 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời triển khai tích cực đồng bộ toàn diện các lĩnh vực công tác mặt trận, nhất là 3 chỉ tiêu được Ban Thường vụ tỉnh ủy giao năm 2024 tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nước. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động và sử dụng có hiệu quả quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 80 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng, đạt 80% chỉ tiêu Ban Thường vụ tỉnh ủy giao. Đồng thời thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh phía Bắc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kêu gọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tính đến ngày mùng 3 tháng 10 được 40,9 tỷ đồng. Nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp khẩn trương hoàn tất chương trình công tác năm 2024, gồm giám sát phản biện xã hội, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tháng cao điểm ngày vì người nghèo, thực hiện xóa nhà tạm, ruột nát cho hộ nghèo, thực hiện công tác hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa bão, đẩy mạnh hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10.